Xin chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình nhé. Các bạn hãy để lại cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Mình sẽ quay lại để làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ đăng ký và KIC, một cái tài khoản ở trên sàn giao dịch Binance. Đây là một cái sàn giao dịch crypto có cái lượng volume lớn nhất hiện nay. Và đây là một cái sàn cũng gọi là tập trung đến nhiều những cái trader, những người đầu tư tiền điện tử đã biết đến cái sàn Binance này. Và hiện tại thì còn nhiều người cũng ngày càng biết đến cái Binance nhiều hơn, bởi vì là cái mạng lưới Binance Smart Chain ngày càng phát triển và nó đã có rất là nhiều cái nền tảng. Xin lỗi các bạn, là còn có nhiều các cái dự án mà phát triển ở trên nền tảng là BSC. Và cái hệ sinh thái của cái BSC, Binance Smart Chain thì ngày càng hoàn thiện hơn và thu hút được rất là nhiều những cái nhà đầu tư, những cái startup, những cái dự án phát triển ở trên cái nền tảng này. Rồi thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm về cái thông tin nhiều hơn về cái sàn Binance này nhá. Ở trên sàn Binance này thì đó là một cái sàn tập trung và chúng ta sẽ có thể là chọn rất là nhiều các cái giao dịch mua bán đầu tư các cái loại tiền điện tử. Các bạn có thể là giao dịch P2P, giao dịch exchange, rồi là giao dịch future, rồi giao dịch margin ở trên sàn Binance. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả nhé. Mình đã để tất cả các cái thông tin ở phần mô tả của video và cả một cái bài hướng dẫn. Thì khi mà các bạn nhấp vào cái đường link đăng ký thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái form đăng ký là tạo tài khoản miễn phí như là các bạn đang nhìn thấy. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cái Gmail của các bạn. Sau đó là các bạn thiết lập mật khẩu này để mà tạo một cái tài khoản ở trên sàn Binance. Chúng ta sẽ nhập cái Gmail của chúng ta vào cái ô đầu tiên để tạo tài khoản các bạn nhé. Phía bên dưới là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái mật khẩu. Cái mật khẩu này thì phải đủ mạnh. Nó bao gồm là có cái tự viết hoa này, có con số và cái ký tự đặc biệt. Thì các bạn hãy tạo cái mật khẩu đủ mạnh, đạt theo yêu cầu. Sau đó các bạn nhấp vào cái ô là tôi đồng ý với điều kiện điều khoản này. Sau đó là chúng ta sẽ nhấp vào tạo tài khoản. Ngay sau đó thì các bạn cần phải đăng nhập vào Gmail để có nhận được một cái mã xác nhận như các bạn đang nhìn thấy nhé. Chúng ta sẽ cần nhập cái mã xác nhận mà nó gửi đến Gmail cho chúng ta để mà xác nhận là chúng ta đăng ký. Ok, và ngay khi mà chúng ta xác nhận xong thì có nghĩa là tài khoản của chúng ta đã được kích hoạt thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái Gmail cũng như là cái mật khẩu mà lúc nãy chúng ta đã thiết lập. Chúng ta sẽ phải vượt qua cái mã captcha, các bạn hãy cầm kéo nó sang nhé, giữ và kéo cái mã captcha vào cái vết khuyết. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Và đây là cái giao diện đầu tiên khi mà các bạn tạo xong tài khoản và chúng ta đăng nhập vào tài khoản. Thì ngay đầu tiên là Binance sẽ yêu cầu chúng ta sẽ xác minh bảo mật, xác minh bằng số điện thoại và xác minh Google. Thì các bạn có thể là mở cái xác minh số điện thoại lên và chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại của chúng ta vào. Sau khi nhập xong số điện thoại thì các bạn hãy nhấp vào cái nút lấy mã nhé. Sau khi mà nhấp vào nút lấy mã thì sẽ có một mã gửi về SMS và chúng ta sẽ lấy cái mã SMS đó nhập vào cái ô nhập mã này. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận mã xác nhận sẽ gửi về Gmail. Các bạn hãy nhấp vào cái ô cái nút này và quay lại cái Gmail chúng ta để mà nhận cái mã xác nhận mới. Chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận vào cái ô bên cạnh và sau đó thì chúng ta sẽ nhấp gửi khi mà nhập xong các cái mã. Ok, thì đó là cái phần liên kết số điện thoại với tài khoản. Và quay lại là chúng ta cần xác minh bảo mật bằng Google Authent. Cái xác minh bằng bảo mật Google Authent này thì có nghĩa là nó sẽ có một cái, nó vẫn được gọi là cái xác nhận bảo vệ hai lớp ấy. Thì chúng ta khi mà làm một cái hành động gì đó ở trên, hành động quan trọng ở trên sàn thì cần phải có một cái bước nữa gọi là mật khẩu thay đổi theo thời gian. Thì cứ 30 giây là nó sẽ có một cái mã thay đổi mật khẩu. Thì chúng ta sẽ cần thêm cái mã xác minh hai lớp này để bảo vệ cái tài khoản, tài sản của chúng ta ở trên sàn giao dịch. Các bạn hãy nhấp vào cái xác minh Google để bật cái tính năng lên và tải cái app Google Authenticator về điện thoại để mà kết nối với cái sàn Binance.
chỉ cần trải qua 4 bước là chúng ta sẽ thiết lập kết nối được cái 2FA với cái sàn giao dịch Binance. Đây là cách bảo mật cho cái tài khoản của các bạn. Các bạn nên bật cái tính năng này lên các bạn nhé. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ đi xác minh danh tính. Thì tại phần giao diện chính ấy, chúng ta sẽ chọn vào cái hình đầu người, sau đó chúng ta kéo xuống phần xác minh này. Nó sẽ mở ra cái form để chúng ta xác minh thông tin. Tức là chúng ta sẽ cần KYC cái thông tin ở trên cái sàn giao dịch. Chúng ta sẽ cũng cần phải cung cấp cái thông tin cá nhân cho sàn giao dịch để sàn giao dịch xác minh là chúng ta là con người thật, chúng ta sử dụng cái tài khoản thật để giao dịch. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành đi xác minh. Tức là chúng ta sẽ KYC cái tài khoản này. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn các cái thông tin cơ bản này. Chúng ta bao gồm là chọn quốc tịch này. Ở đây thì nó đã hiện sẵn là quốc tịch Việt Nam này. Chúng ta sẽ nhập số chứng minh thư, tên đầy đủ và cái ngày tháng năm sinh. Khi nhập đầy đủ theo form rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là nhập vào nút tiếp theo các bạn nhé, để sang cái bước kế tiếp. Tại cái bước này thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ nhà, các bạn sẽ nhập cái địa chỉ của các bạn nhé, cái nơi ở của các bạn. Sau đó là cái mã bưu chính này, cái mã bưu điện và thành phố. Cái mã bưu điện này thì các bạn có thể là lên Google và tìm là xem cái mã bưu chính là gì. Thì chúng ta các bạn cứ đánh vào Google là mã bưu chính này. Đó, của tỉnh thành nào thì là các bạn có thể là ghi luôn là mã bưu chính của Hà Nội chẳng hạn, thì nó sẽ ra cái mã bưu chính cho các bạn, hoặc là các bạn ghi là mã bưu chính các tỉnh thành Việt Nam thì nó, hay là chỉ cần ghi mã bưu chính thôi thì nó sẽ hiện ra là các cái mã bưu chính của toàn đất nước ta. Và các bạn chọn cái tỉnh nào của các bạn thì các bạn hãy chọn cái số đó, các bạn ghi vào cái phần mã bưu chính này nhá, và ghi thành phố. Cuối cùng là tiếp tục. Thì ok, khi mà cung cấp đủ các cái thông tin cơ bản thì nó sẽ báo là đã xác thực cơ bản thành công. Có cái dấu tích này tức là thành công rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nếu mà các bạn cần phải xác minh nâng cao thì chúng ta sẽ cung cấp các cái tài liệu khác để mà xác minh nâng cao. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không có cần những cái giao dịch mức độ lớn thì chúng ta sẽ không cần phải xác minh nâng cao. Tuy nhiên, để mà đảm bảo an toàn hơn và cho cái tài khoản của mình và nó sẽ có cái hạn mức giao dịch lớn hơn thì chúng ta sẽ cần phải xác minh nâng cao. Khi mà cần xác minh nâng cao thì chúng ta sẽ nhấp vào cái nút là nâng cao luôn. Ở đây thì các bạn có thể là chọn các cái giấy tờ tài liệu tùy theo các bạn muốn chọn chứng minh thư, hộ chiếu hoặc là bằng lái xe. Ở đây mình sẽ chọn là chứng minh thư. Chúng ta sẽ nhấp vào tiếp tục. Cái bước xác minh trung gian tức là chúng ta sẽ tải lên mặt trước và tải lên ảnh mặt sau của cái chứng minh thư. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn cái ảnh của cái chứng minh thư nhé. Các bạn hãy nhớ là chọn những bức ảnh mà rõ nét và không bị lóa mờ, không bị mất góc. Khi mà có ảnh rồi thì chúng ta tiến hành là nhấp trực tiếp vào cái hình tải ảnh mặt trước lên này. Thì để tải ảnh cái mặt trước này và tải ảnh mặt sau. Khi mà các bạn đã tải được ảnh tài liệu lên thì chúng ta sẽ nhấp vào nút tiếp tục nhé. Ở cái bức ảnh tiếp theo tức là chúng ta sẽ cần tải lên cái ảnh chân dung. Ở đây thì các bạn chỉ cần tải lên một cái ảnh chân dung của chúng ta thôi. Các bạn hãy cũng sẽ nhấp vào cái tải lên ảnh chân dung này để mà chọn cái file để chúng ta tải lên. Tải ảnh lên xong thì chúng ta sẽ tiếp tục này. Ok, thì tại cái bước này ấy, là chúng ta nên sử dụng ở trên điện thoại và chúng ta cần phải có điện thoại nhé, để mà nó dùng cái camera để mà nó sẽ quét cái hình ảnh trực tiếp của mình, của người đứng ra để KYC sẽ KYC bằng cái hình ảnh trực tiếp, gọi là những kiểu là IKYC đó. Thì các bạn hãy sử dụng trên app điện thoại nhé. Chúng ta có thể là sử dụng điện thoại di động một cách nhấp vào đây thì nó sẽ có một cái mã QR và chúng ta sẽ quét cái mã QR. Các bạn hãy sử dụng cái app điện thoại để mà hoàn thiện nốt cái bước KYC này nhá. Ok, thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ xác minh cái bước thứ hai, đó là xác minh trung gian.
Còn khi mà các bạn có nhu cầu cao hơn nữa thì chúng ta sẽ xác minh chuyên nghiệp và nâng cao. Thì khi đó là cái hạn mức rút của các bạn nó sẽ được nâng lên là 200.000 USD một ngày. Đó thì với cái mức xác minh cơ bản là chúng ta sẽ chỉ rút được là 300 USD cho một ngày thôi. Đó thì các cái bước xác minh nó là như vậy. Khi mà các bạn xác minh ở cái bước nâng cao càng cao thì các bạn cái mức hạn mức mà chúng ta rút được tiền trong vòng một ngày là nó sẽ càng lớn. Còn khi mà các bạn ở cái mức cơ bản thì các bạn chỉ rút được là hạn mức tối đa là 300 đô trong một ngày thôi. Và cái xác minh trung gian này thì sẽ được xét duyệt sau khoảng tầm 10 ngày đổ lại các bạn nhé. Ok, thì đó là cái phần bắt đầu tạo tài khoản và xác minh tài khoản. Và bây giờ thì khi mà các bạn đã xác minh được cái bước cơ bản rồi thì chúng ta có thể là hoàn toàn là nạp tiền và giao dịch được rồi. Các cái bước mà nạp tiền và giao dịch thì mình ở trên cái kênh của mình ạ. Như các bạn đang nhìn thấy là ở trên kênh của mình, các bạn cứ vào cái kênh chính của mình nhé, sau đó là tìm cái chữ Binance thì nó sẽ hiện ra cho các bạn cái những cái video mà mình đã từng chia sẻ về Binance, trong đó có cái video là bên Binance nạp rút và giao dịch cơ bản. Thì các bạn muốn biết về cái cách nạp hoặc rút này hoặc là giao dịch một cách cơ bản ở trên sàn Binance thì các bạn hãy tìm đến và xem cái video này nhé. Và những cái video tương tự nói về Binance, ở đây thì mình đã có một vài cái video nói về Binance. Các bạn hãy tìm lại cái video cũ hơn của mình để mà nắm rõ hơn các cái hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cũng như là cách giao dịch ở trên sàn Binance. Ok, thì đó là cái video mà mình chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta đăng ký rồi KYC cái tài khoản ở trên sàn Binance mới nhất. Hy vọng là cái video hướng dẫn đã giúp cho các bạn đăng ký tài khoản Binance một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các bạn để lại cho mình nút đăng ký kênh để ủng hộ ngày càng phát triển hơn nhé. Rất là cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.